Bên Mỹ, bên Ấn Độ, bên Brazil,
những cái nơi đấm đá người, nhiều người bệnh, nhiều người chết. Và đối với chúng ta thì nhìn qua nhìn lại thì cũng chỉ cần được có mấy trăm người bệnh, mất nhiều vài lần người ta qua đời thì chỉ có 3 năm thôi, tình vẫn cứ bình thường. Thế nhưng mà rồi mấy tháng vừa qua chúng ta đọc trên TV, trên báo chí đã thấy đến nỗi mà mỗi ngày khoảng 5.000 người tại thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh, nói tới số người chết. Khởi đầu thì một chút thôi, nhưng mà bây giờ ngày thứ năm vừa qua và mà có tất cả là các anh như vậy là bị nhiễm bệnh 410.928 người, và người tử vong mới là 15.971, có nghĩa là gần 16.000 người tại thành phố của chúng ta qua đời. Đến nỗi mà người ta cứ người chết thì phải đến 2 tuần sau người ta mới mang lên quốc tế, bởi vì nhiều người quá, bao nhiêu người ốm đau bệnh tật chi chết, cho nên là ai cũng sợ. Nhưng mà cũng từ hôm thứ năm vừa qua mọi người cũng lo lắng, kỳ này số người bị mắc bệnh bớt đi rồi 1.000 thôi, rồi số người mất cũng chỉ là 96, 97, rồi có người 71 vân vân. Cho nên lo hồi rồi còn người nhà ăn cầu nguyện, bây giờ người ta bắt đầu cảm thấy đỡ rồi. Thế nhưng mà lo hồi người còn nhất là cầu nguyện cho những người ốm đau bệnh tật đau ốm vì cái bệnh COVID này, anh em nhớ tới họ để cầu nguyện cho họ, để cầu nguyện cho chính bản thân của chúng ta, và nghĩ tới những người đã qua đời thành tâm cầu nguyện cho nhau trong cuộc sống, để sống là sống gắn bó với Chúa và kết thúc cuộc đời là được hưởng hạnh phúc muôn đời trong nước Chúa. Cho nên từ đó cũng là lời Chúa mời gọi mọi người tín hữu. Và hôm qua là ngày mà tại bệnh viện tất cả là 19 người, bây giờ là khó thế, bây giờ được làm tiếp tục. Thế thì mời gọi anh em hãy tạ ơn Chúa, và điều quan trọng nhất là xin cho mọi người tín hữu chúng ta hãy sang gọi là thăm thân bày tỏ đi. Trước đây thì người ta đi thăm được thánh lễ đông đảo lắm, nhưng bây giờ nhiều khi người ta sợ, nhiều người muốn thánh lễ ở tại nhà thôi. Thế thì nhất là ngày chủ nhật nhiều nơi đông đảo, nhưng bây giờ người ta bớt đi rồi, trước khi chắc là có lẽ bớt đi. Cho nên đối với tất cả chúng ta lúc nào cũng nói đến tâm tình tạ ơn, riêng đối với tâm linh mục cố gắng bày tỏ đức tin gắn bó với Chúa, và đừng nghĩ tới việc ăn uống nhé. Hôm nay á, mà sau về nhà nào mà tổ chức ăn uống giờ đó là cái ông linh mục đó phải ở nhà 1 năm không đến nhà thờ đâu. Cho nên từ đó là cũng các ông linh mục đó là cũng phải lo và theo cái tinh thần của Đức Tổng, tức là mà mời gọi tất cả mọi người chúng ta cũng vậy. Xin Chúa trong những ngày này làm sao bày tỏ đức tin gắn bó cuộc đời với Chúa, siêng năng tham dự thánh lễ để gắn bó với Chúa và cầu nguyện cho những người ốm đau bệnh tật. Bản thân chúng ta cũng yêu thương bày tỏ tất cả mọi người chúng mình thực hiện đúng tinh thần của Chúa, và mỗi lần đi tham dự thánh lễ thành tâm cầu nguyện cho những người đã qua đời, để sống là gắn bó chết là được hưởng hạnh phúc vui nhờ trong nước Chúa. Đó là tinh thần mà Chúa mời gọi